Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 1 2024 sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Thông tin về vụ thảm án 3 người chết trong căn biệt thự trắng ở Long An là sai sự thật. Đường Hoàng Văn Bổn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn bất ổn. Mở đầu là những tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị khán giả, trong những ngày qua trên mạng xã hội TikTok có một số tài khoản đăng tải video có hình ảnh được ghi hình bên ngoài căn biệt thự màu trắng kèm thông tin đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trước căn biệt thự ở Long An. Đã bắt được đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong lâu đài mới xây ở Long An. Công an tỉnh Long An khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên. Công an tỉnh Long An đề nghị cơ quan tổ chức và người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật. Khi tiếp cận thông tin, người dân cần kiểm chứng, xác thực tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tham gia tuyên truyền phản bác các thông tin không đúng sự thật. Thưa quý vị, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Tuyên, 39 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, điều khiển đang vận chuyển pháo nổ và hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ tại tuyến đường Tránh Huế, đoạn đi qua xã Hương Thọ, thành phố Huế, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế dừng phương tiện xe ô tô do anh Tuyên điều khiển để kiểm tra và phát hiện trên cabin của xe có 2 khối hộp pháo hoa nổ nhãn mác nước ngoài sản xuất, có khối lượng 3,2 kg. Bước đầu anh Tuyên khai nhận số pháo hoa nổ trên anh mua từ một người không rõ tại Quảng Trị. Ngoài ra đơn vị phát hiện trên xe này vận chuyển hàng trăm sản phẩm hàng điện tử, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm và áo quần không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, tổng giá trị hàng hóa khoảng 50 triệu đồng. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của chính phủ, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền phổ biến các quy định, nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân, nói không với việc khai thác hải sản bất hợp pháp, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho 500 cán bộ đảng viên, trưởng khu phố, công chức viên chức và bà con ngư dân trên các tàu cá trên địa bàn thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tập trung tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu thuyền, ngư dân các nội dung chính về những quy định của pháp luật trong phòng chống khai thác IUU, các quy định của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hải sản, 12 hành vi khai thác vi phạm IUU, những điều ngư dân cần phải lưu ý khi hành nghề khai thác hải sản trên biển để chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương sớm gỡ thẻ vàng EC và tổ chức phát 500 tờ rơi sổ tay tuyên truyền các loại. Liên quan đến giao thông, thưa quý vị, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, mật độ giao thông sẽ tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn. Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân và cả nước đón Tết và các lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh. Trong công điện về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân vừa ban hành, Thủ tướng đã chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, trả quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn rừng khẩn cấp, ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, phương tiện thủy, trả quá vạch dấu mớn nước an toàn, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa qua, tuyến đường Hoàng Văn Bổn đi qua địa phận phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đã được đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần Sudarasi Châu Đức thực hiện việc sửa chữa, giảm vá hư hỏng trên tuyến. Người dân sống ven tuyến chưa kịp vui mừng thì giờ đây luôn phải bất an với tình trạng bụi mịt mù 24/24, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân. Đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm nay trên đường Hoàng Văn Bổn, tình trạng hư hỏng nặng với nhiều ổ voi, ổ gà dày đặc. Nguyên nhân chính là do không có hệ thống thoát nước dọc tuyến. Cùng với đó, tuyến đường có lượng xe tải, xe đầu kéo di chuyển đông đúc nhưng không được duy tu sửa chữa thường xuyên, dẫn đến mặt đường sụt lún, lở loét, xuống cấp nghiêm trọng. Sau phản ánh của người dân và kiến nghị của địa phương, tuyến đường đã được Ủy ban dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, giảm vá để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, mặt đường chỉ được giảm vá lớp cấp phối đá dăm và tiến hành lưu lèn, khiến khu vực này bị ô nhiễm bụi nặng nề, người dân rất bức xúc. Cái vấn đề dân ở đây thì ai cũng khao khát, mình hôm vừa rồi thấy đổ đá đổ ấy xong rồi lưu giải nước cái gì, cái dân phấn khởi lắm, nhưng mà nó chỉ là hình thức tạm thời thôi. Tôi nói thí dụ bây giờ giả sử một cái xe đi thế này mà mình đi qua một cái là không nhìn thấy đường, không nhìn thấy gì nữa, nó bụi đến mức độ đó thì ai mà chịu nổi. Như gia đình nhà tôi ở gần đường ấy là phải đóng kín cửa suốt ngày suốt đêm, coi như là những cái chỗ nào hở ra thì dùng thì lấy rẻ lấy mà nhét nó vào, nó không có vào đấy, bụi lắm, không chịu nổi. Nếu mà cứ sống như vậy thì sức khỏe làm sao mà đảm bảo được? Cái nó lượng xe đi đây là rất đông, nên là mong rằng tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh sớm có cái giải pháp để cho bà con nhân dân ở phường Tân Biên cũng như là các xe qua đây không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân phường Tân Biên. Thực tế mà từ hôm mà làm đến nay mặt bằng con đường tốt đến nay là nó bụi lầm luôn. Người dân rất là kêu, nhưng chúng tôi cũng không biết làm sao được, cũng chỉ báo dân là đang chờ cơ quan chức năng để thảm nhựa thôi. Đường Hoàng Văn Bổn có chiều dài hơn 6 km, điểm đầu nối với quốc lộ 1A, thành phố Biên Hòa, điểm cuối giao với tỉnh lộ 768, huyện Vĩnh Cửu. Hàng ngày, tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông qua lại giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương rất lớn. Thực tế, mặt đường khá hẹp với quy mô hai làn xe chạy hỗn hợp, thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Trước nhu cầu cấp bách của người dân, Ủy ban dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp lý, nghiên cứu đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường bằng hình thức đầu tư khai thác theo quy định. Đường Hoàng Văn Bổn thì có khoảng sấp xỉ 6 m, mà hai xe lớn đi là coi không còn chỗ xe Honda đi, và cái lượng xe nó nhiều như thế mà để con đường nó nhỏ hẹp như thế thì nó không bảo đảm. Cái này là về tất yếu là mình phải mở rộng ra với bảo đảm được cái lưu lượng xe, thì mong cơ quan chức năng là cũng sớm mở rộng, mà muốn mở rộng con đường này thì cũng phải có đầy đủ cả mương thoát nước, chứ nếu mà đường nhựa mà không có mương thoát nước rồi nước nó chảy trên mặt đường thì cũng rất là nhanh hư, nên mong cơ quan chức năng là sớm mở rộng và có cái mương thoát nước hoàn chỉnh khu vực này để người dân đây đi lại thuận tiện, và các xe cộ liên tỉnh giữa Bình Dương với Đồng Nai được thuận tiện hơn. Trong khi chờ đợi hồ sơ thủ tục đầu tư đường Hoàng Văn Bổn triển khai khởi công, nâng cấp mở rộng, thì các đơn vị liên quan cần sớm thi công hoàn thành việc sửa chữa, giảm vá, đồng thời thực hiện các biện pháp hạn chế ô nhiễm bụi trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người dân sinh sống hai bên tuyến, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Chuyện qua chuyện này tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Chiều qua, Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 2024 đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời chúc mừng biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Sĩ Quang tiếp tục phát huy thành tích kết quả đạt được, lãnh đạo Đảng bộ Công an tỉnh và dìu dắt các đồng chí đảng viên trẻ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo chỉ đạo toàn công an tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày này, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân tiếp tục được tổ chức rộng khắp trong tỉnh Đồng Nai. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho 15 đảng viên có huy hiệu 60 đến 75 năm tuổi đảng trên địa bàn xã An Phước và thị trấn Long Thành nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe gia đình các đồng chí đảng viên cao tuổi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công hiến trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như xây dựng huyện Long Thành. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tiếp tục đóng góp trí lực cùng với lãnh đạo địa phương xây dựng quê hương Long Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại thành phố Long Khánh, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp chùa Minh Trí, phường Bảo Vinh và Hội người mù thành phố Long Khánh tổ chức trao tặng 130 phần quà cho người khiếm thị khó khăn trên địa bàn thành phố. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được trao tận tay những người khiếm thị. Mỗi phần quà trị giá 370.000 đồng với tổng kinh phí hơn 48 triệu đồng. Toàn bộ quà do chùa Minh Trí và Hội chữ thập đỏ thành phố vận động các mạnh thường quân ủng hộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch phối hợp cùng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức tặng 116 suất quà cho hội viên Hội người mù, nạn nhân nhiễm chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mỗi suất trị giá 600.000 đồng bao gồm quà và tiền mặt với tổng trị giá gần 70 triệu đồng do Hội doanh nhân tỉnh Đồng Nai vận động công ty giấy Hân Phát hỗ trợ. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngoài việc hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch cũng đã tổ chức vận động trao học bổng cho các em học sinh nghèo để làm sao cho tất cả các đối tượng yếu thế trong xã hội đều được đón cái Tết Giáp Thìn vui tươi, ấm áp. Thông tin trên lĩnh vực văn hóa, thưa quý vị. Trong đời sống tín ngưỡng và tâm linh của người Việt, đã từ lâu lễ cúng đình làng truyền thống chiếm một vị trí rất quan trọng trong sinh hoạt làng xã. Đó là một lễ hội thiêng liêng và đông vui nhất của làng, được tổ chức định kỳ hàng năm và diễn ra một cách khá trang nghiêm, sùng kính. Lễ cúng đình làng Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp hàng năm. Đình làng Trung Lương là một công trình văn hóa, là nơi thờ phụng những bậc tiền bối hữu công. Vào những ngày lễ quan trọng của làng, con cháu khắp nơi quy tụ về đây cùng nhau ôn lại truyền thống của làng để nhớ về nguồn cội, đồng thời tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân đi trước, những người đã dày công tôn tạo, truyền thừa giá trị văn hóa chân phương bao đời nay. Cái đình làng này, làng Trung Lương này hình thành từ ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Tý năm 1984. Là tôi là người đứng ra để sáng lập làng. Trong lúc đó là có 3 xóm, thì chúng tôi là người đứng ra sáng lập. Và hàng năm như vậy, thì 3 xóm đều là tổ chức trong tháng Chạp. Mục đích là uống nước nhớ nguồn. Lần bà con cũng mong muốn là ở đây là đất khách quê người, cũng cầu xin cho trời đất là ăn nên làm ra, con cháu. Như vậy là cái khu vực này thì bây giờ là đã qua bao nhiêu năm, 40 năm, thì con cái, gia đình nào cũng đủ ăn, đủ mặc. Con cái cũng có nhiều người thành đạt, học hành, tham gia các cái cơ quan đảng nhà nước cũng có. Lễ hội đình làng là nơi hội tụ những nét độc đáo lâu đời của người dân, là nơi bảo lưu và tỏa sáng những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam. Ngoài đình Trung Lương xã Xuân Trường, ở Xuân Lộc còn có đình Bảo Chánh thuộc ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ. Đình Bảo Chánh được hình thành khá lâu, hàng năm bà con trong làng đều quy tụ về đây tổ chức lễ hội cúng đình, đồng thời giáo dục con em tiếp tục duy trì nét văn hóa riêng của làng. Tôi thuộc thế hệ con cháu để tiếp nối những cái vị mà bô lão trong làng đã truyền đạt lại những cái cách sống và cái cách mà thờ tự tất cả vị thần hoàng và cố gắng truyền đạt cho thế hệ em út ngày càng xây dựng đình làng ngày một phát triển và mạnh mẽ hơn. Hiện nay ấp Trung Lương xã Xuân Trường có trên 600 hộ gia đình với 2.900 nhân khẩu, bà con nhân dân sống đoàn kết, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Việc tổ chức lễ hội đình hàng năm nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, bà con làm ăn được mùa, qua đó còn giáo dục truyền thống văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Và thưa quý vị thân mến, thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh Truyền hình Y tế Đồng Nai.
Để có bất kỳ thông tin và những gì cần chia sẻ liên quan tới các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị có thể gửi mail về chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai a@gmail.com. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.